Cành táo 3D hay còn gọi là cành đô la được sử dụng trong trang trí cây hoa giả, cắm điểm với các loại hoa để có thể tôn lên vẻ đẹp của các loại hoa. Lá cây được làm từ nhựa và thân lõi thép bọc nhựa. Phần dưới cuống có màu nâu đậm, phần trên cuống có màu xanh. Mặt lá được in hình 3D tạo chiều sâu cho sản phẩm. Lá táo 3D có hai màu, một màu xanh đậm và một màu lá bạc. Từng đường nét của sản phẩm hài hòa và thiết kế chắc chắn. Cảm giác những chiếc lá mềm mại và chân thật.